Xin chào mọi người, mình là Khánh, là một sinh viên sống xa nhà lên Hà Nội sống và học tập cùng với niềm đam mê gym. Sau một thời gian tìm hiểu được bạn bè cũng như bạn bè giới thiệu thì mình biết đến Gymtore, một chuỗi cửa hàng phân phối thực phẩm bổ sung lớn tại Hà Nội. Với nhiều cùng với đó là rất nhiều các chương trình khuyến mại, đặc biệt đối với những người sinh viên như mình thì có những ưu đãi lớn giúp cho những người sinh viên như mình đáp ứng được niềm đam mê gym. Xin chào các bạn, mình là Tú Nguyễn, mình là huấn luyện viên và cũng đồng thời là vận động viên chuẩn bị thi đấu cho giải Master Contest tại Sài Gòn vào ngày 17 tháng 8 sắp tới. Đối với mình, ngoài việc bổ sung các chất dinh dưỡng từ thức ăn tự nhiên thì việc bổ sung các chất dinh dưỡng từ các thực phẩm bổ sung nó cũng rất quan trọng. Đặc biệt là đối với những người bận rộn và tập luyện với cường độ cao như mình thì Gymtore là một nơi mình rất tin tưởng để mình chọn mua các sản phẩm từ vitamin, dầu cá, BCAA đến các loại whey. Bởi vì ở đây thì tất cả các sản phẩm thì nguồn gốc xuất xứ đều rất rõ ràng. Vì thế mình rất an tâm về chất lượng các sản phẩm ở nơi đây. Từ khi mình biết đến Gymtore Hà Nội thì mình chỉ chọn mua những cái sản phẩm tại đây, và kể cả các học viên của mình cũng đều như vậy. Mình là Ngọc Anh, đây là lần đầu tiên mình được bạn giới thiệu qua Gymtore và mình thực sự rất là choáng ngợp bởi vì sự đa dạng và phong phú ở đây. Mặc dù trước đây mình đã từng tập gym 2-3 năm nhưng mà kiến thức về dinh dưỡng của mình có vẻ không ok lắm, cho nên là mình đã qua đây để xem các sản phẩm. Thì thật may là có các bạn tư vấn viên rất là nhiệt tình để tư vấn cho mình những sản phẩm phù hợp nhất cho thời gian tập luyện sắp tới. Mình thật sự cảm ơn Gymtore rất nhiều. Hello everyone, my name is Safi and I'm from Greece. One of the things that I was scared when I came to Vietnam is not finding the same supplements that I used to use back home. So I started searching on Facebook and I found Gymtore. So the first time that I came here is 2016 and until now I'm their customer. So guys, come check here by yourself. They are really friendly and they're really helpful. Take care. Xin chào các bạn, mình tên là Nam. Mình là một dân văn phòng chính hiệu. Hàng ngày thì sau mỗi giờ làm việc, mình đều tìm đến gym như là môn thể thao ưa thích của mình. Được sự giới thiệu của bạn bè, mình đã tìm đến Gymtore. Tại đây, các bạn nhân viên đã hướng dẫn mình rất kỹ lưỡng về chế độ dinh dưỡng. Công việc của mình hiện tại thì mình thường xuyên phải đi công tác Sài Gòn, Hà Nội. Nên Gymtore lại có cửa hàng ở cả Hà Nội và Sài Gòn, nên rất là tiện cho mình trong những thời gian phải di chuyển. Ngoài ra, Gymtore còn có chế độ ship hàng đến tận nơi nên khá là tiện lợi. Mình rất cảm ơn đến Gymtore vì đã đồng hành với mình trong thời gian qua. Các bạn hãy cùng tìm đến Gymtore và trải nghiệm nhé.